Chào mọi người, bây giờ mình sẽ chơi tựa game PVZ. Chọn nhân vật này. Ok, bắt đầu chơi này. Đây, xây dựng đội quân cây cối. Đây rất nhiều zombie đang tiến đến. Mình sẽ dùng chiếc lá cây thần kỳ. Rồi. Nó đang om trong này. Nào bắn nào bắn nào. Tiếp theo này. Mua lá cây. Đây, đập ngọn zombie. Đây là cây thần kỳ này, nâng cấp này bắn rất là nhanh. Theo này. Rồi, ok. Trận thứ hai này. Đây chúng ta sẽ bảo vệ 4 bông hoa mặt trời nhá. Đây. Mình sẽ chọn này. Dẹt kệ. Hoa nhập này. The zombies are coming. Rồi nó đọc đóng băng rồi. Đang bắt đầu. Thank you.
cây thần kỳ. Ok. Đây đập nó. Không. Rồi, chiến thắng rồi. Ok, bye bye mọi người.